Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Văn hóa Việt Nam đi về đâu. Hôm 24 tháng 11, phát biểu trong hội nghị văn hóa toàn quốc, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị cần tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là hội nghị văn hóa lần thứ hai sau 75 năm kể từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946 tới nay mới có một hội nghị có tầm vóc tương tự. Dẫn lời lại của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng văn hóa soi đường cho quốc dân đi, ông Tổng Bí thư cho rằng lâu nay vị trí của văn hóa chưa được nhận thức đầy đủ. Văn hóa nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn, dân tộc còn, ông nhấn mạnh. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Trên mạng xã hội, các nhà phản biện xã hội, nhà văn, nhà báo đã nêu ra quan điểm về văn hóa của Việt Nam hiện nay và góc nhìn khác biệt với nhau. Trên một bài viết đăng trên đài BBC tiếng Việt, nhà văn Đoàn Bảo Châu thì cho rằng bao gồm hội nghị được tổ chức sẽ có rơi vào quên lãng, nhạt nhòa nếu không làm được một bước đơn giản đầu tiên là có được văn hóa nói thẳng, nói thật. Ông viết, nhân đang có hội nghị và các vị lãnh đạo cấp cao nhất nói nhiều về văn hóa nên tôi cũng muốn góp ý mấy câu. Văn hóa là một khái niệm bao trùm kiến thức, truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ, cách ứng xử, thói quen của một người, một nhóm người hay của một đất nước. Tôi thấy các vị bàn về văn hóa cũng giống như việc xác định vào năm 2045 Việt Nam sẽ hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội vậy. Tức là nó không có giá trị thực tiễn với đất nước và người dân. Muốn tạo ra được giá trị thực tiễn thì cần có một cái nhìn thẳng thắn trước mọi góc độ của chủ đề nêu trên. Tránh hô khẩu hiệu và không cần nhắc lại những định nghĩa và phương hướng quá xa của văn hóa. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta đang ở đâu? Cái nhìn thẳng thắn là cần thiết để biết ta đang ở đâu và muốn biết ta đang ở đâu thì cần phải so sánh với mặt bằng nhân loại. Tại sao một đất nước được gọi là văn hiến với mấy nghìn năm lịch sử mà những đóng góp về khoa học, công nghệ, văn học nghệ thuật với văn hóa chung của nhân loại lại mờ nhạt đến như vậy? Đây là hình ảnh mới đây dư luận ngạc nhiên thấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà biểu diễn đàn trưng bài Cô gái vót chồng có nội dung xiên xác quân Mỹ ngay trên đất Mỹ. Trong những năm gần đây, chỉ có Hoa Kỳ là mạnh mẽ bênh vực Việt Nam trước những diễn biến ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Hoa Kỳ ủng hộ hơn ai hết hàng chục triệu liều vaccine chống COVID-19 và đặc biệt Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong nhiều năm nay của Việt Nam, hơn cả châu Âu và Trung Quốc. Có vị nhạc sĩ thì rên rỉ về việc thế hệ trẻ yêu nhạc Hàn, phim Trung Quốc, truyện tranh Nhật và chẳng chú ý tới phim, truyện, âm nhạc hay văn hóa truyền thống Việt Nam. Sự rên rỉ ấy chẳng đóng góp gì cho đất nước cả. Mấy nét văn hóa phổ biến, tôi thấy mấy nét văn hóa đang thịnh hành ở Việt Nam để các vị tham khảo như sau. Đầu tiên phải kể đến văn hóa mộng mơ phi lý. Việt Nam chưa bao giờ mạnh về triết học, về lý luận chủ nghĩa này nọ cả. Vậy tại sao các vị lại dám khẳng định sẽ hoàn thuận thiện về lý luận về chủ nghĩa xã hội vào năm 2045, khi mà đa phần cả thế giới đều cho rằng chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản chỉ là một giấc mơ thiếu cơ sở khoa học, đẹp đẽ về lý thuyết nhưng thực hành rất dở. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa Đông Đức và Tây Đức, Bắc và Nam Triều Tiên đây? Điều gì đã tạo ra một Cuba khốn khổ trong hiện tại? Tôi đề nghị anh xây dựng một văn hóa nói thẳng, nói thật, văn hóa tỉnh giấc trước những mây mù lý luận. Thứ hai là nói đến văn hóa phong bì. Cái thói quen này cũng là một nét văn hóa, một văn hóa tha hóa người đưa và người nhận phong bì. Nó làm cả kẻ đưa và kẻ nhận đều thấy mình sai, hèn kém trong thang bậc làm người. Đấy là một sự dối trá lần sau lưng của pháp luật. Tiếp theo là văn hóa chửi, văn hóa đấu tố. Các vị còn xây dựng cả một đội quân chửi trên mạng, gọi là đội quân dư luận viên, với kỹ năng duy nhất là lý luận, duy nhất là mấy câu chửi bậy, gọi cả những người bằng tuổi cha mẹ, ông bà của chúng là thằng, là con, gọi người ta là ba que, đu càng, phản động, vân vân.
Đây là hình ảnh rất dễ nhận ra dư luận viết trên mạng xã hội bởi những câu bình luận vô giáo dục và bẩn thỉu. Họ là lực lượng ăn lương ngân sách nhà nước và dùng số đông để dẫn dắt dư luận, chống lại những nhà phản biện chính trị xã hội. Văn hóa ngậm miệng trước bất công, trước những kẻ quyền lực cũng là một điều đang diễn ra hiện nay ở Việt Nam. Ngay cả trong ngành giáo dục, một ngành đáng nhẽ phải động viên học sinh tư duy phản biện, một xu hướng mà các nền giáo dục tiên tiến hướng theo. Chỉ với tư duy phản biện thì người học mới động não, phát huy sáng tạo và mới phát triển được mạnh mẽ. Ấy vậy mà, đa phần các thầy cô giáo chỉ biết làm theo một cách ngoan ngoãn, máy móc những chỉ thị của cấp trên. Cấp trên bảo vào báo cáo mấy trang Facebook được cho là phản động là báo cáo, không cần tìm hiểu những người ấy là ai, họ biết gì. Khi giáo viên như vậy thì học sinh đương nhiên sẽ trở thành những công dân ngoan ngoãn, lãnh đạo nói gì biết nấy, sẽ biết cúi lưng dạ vâng, làm bất cứ mệnh lệnh gì kể cả sai trái. Điều ấy tưởng là ai khi nó tạo ra một xã hội ổn định, xã hội nhưng về lâu dài nó làm yếu đi nhiều sức mạnh của cả dân tộc. Rồi đây khi ngoại bang xâm lăng đứng trước tòa án quốc tế để tranh biện về một tranh chấp nào đấy thì lấy đâu ra nhân tài để bảo vệ quyền lợi đất nước được thành công. Tiếp theo là tư duy phản biện. Muốn một nền giáo dục văn minh, một văn hóa mạnh mẽ thì tư duy phản biện là then chốt, là điều cốt tử không thể thiếu. Điều ấy đa phần những người trong hệ thống chỉ trệ, dập khuôn máy móc không thể nhìn ra được. Đừng nhìn vào mấy con đường cao tốc, mấy tòa nhà cao tầng rồi ngửa mặt lên tự hào. Hãy so sánh với Trung Quốc để thấy đất nước ta tụt hậu đến đâu. Chúng ta bị xâm lăng văn hóa từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản, từ Trung Quốc, từ Mỹ, chính bởi văn hóa chúng ta đang quá yếu ớt, mà yếu ớt là bởi quan niệm cổ hủ, bảo thủ, lấy mệnh lệnh chính trị để tạo khuôn mẫu cho văn hóa. Đây là hình ảnh nhiều người ngạc nhiên khi nghe ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn văn rằng mây đen phủ kín toàn cầu nhưng mặt trời tỏa sáng ở Việt Nam. Và tiếp theo là thứ văn hóa chịu mệnh lệnh chính trị là thứ văn hóa cơm nắng, thiếu chất và giả tạo. Nó bị xâm lăng, bị bắt nạt và điều như đương nhiên. Đã chịu nép vế về văn hóa thì sẽ phải chịu những kém cạnh khác. Bởi văn hóa là sức sống nội tại của một đất nước. Nó có tác dụng thúc đẩy những mặt khác để cùng phát triển. Hãy nhìn xem, chưa bao giờ trong lịch sử mà tương quan sức mạnh giữa ta với Trung Quốc lại chênh lệch đến như bây giờ. Nhìn lại lịch sử để thấy ông cha ta mạnh mẽ ra sao, chẳng cần nói thêm điều này. Bao nhiêu hội nghị được tổ chức cũng sẽ rơi vào quên lãng nhạt nhòa nếu không làm được một bước đơn giản đầu tiên là có được văn hóa nói thẳng, nói thật. Tôi chỉ có là một người dân ít học nhưng coi trọng việc suy nghĩ thật và nói được vài nhận thức khiêm tốn. Các vị lãnh đạo học cao, quyền cao, chức trọng, sao không nhìn thấy được những điều cơ bản ấy? Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu ra nhận định của mình như thế. Còn trên trang Facebook cá nhân thì nhà báo Nguyễn Thông đưa ra bình luận tiếp như sau. Hôm nay 24 tháng 11, nhà cai trị xứ này tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc. Sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ 2 vào năm 1946, giờ mới chú ý tới văn hóa, quá lâu rồi, hèn gì văn hóa xuống cấp thảm hại. Văn hóa là khái niệm rất rộng chứ không phải chỉ là hát hò, thơ phú, phim ảnh, kịch cọt, nhảy nhót, vân vân. Nhưng nó rất hẹp bởi chỉ gắn với con người, chưa ai nói văn hóa của lợn, của cừu bao giờ cả. Người ta chỉ nói khóc khác con lợn ở chỗ văn hóa, còn người mà không có văn hóa thì chưa bằng một con lợn. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đớp miếng thịt bò ở London có giá 45 triệu đồng, tức là tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Hàng trăm bài bình luận và bản tin khác nhau được đăng tải trong và ngoài nước về sự kiện này, nhưng các báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam được lệnh phải hoàn toàn câm mồm. Còn bàn về văn hóa, có người nói với nhau cả tháng cũng chẳng nói được một góc, nên chỉ khi khác tranh cãi. Tôi chỉ nhắc dạ rằng muốn dân tộc, đất nước, nhân dân, cộng đồng có văn hóa, thì mấy ông bà lãnh đạo cầm quyền phải gương mẫu thực hiện trước nhất. Đâu có cái thói miệng nói một đằng, thân là một nẻo, đó chỉ là phản văn hóa, thì còn làm gương văn hóa cho ai được. Khuyên con người ta đừng tham quyền cố vị, nhưng mình cứ bám giữ chức tước, bổng lộc, quyền hành cho bằng được.
khuyên mọi người tiết kiệm giản dị, nhưng mình thì chơi nhà cao, cửa rộng, xe sang, ăn ngon, mặc đẹp. Đứa đệ tử chơi ngông, ăn thịt bò rắt vàng, làm xấu thể diện quốc gia trước thiên hạ mà cũng không dám mắng nó một lời. Khuyên thiên hạ tôn trọng luật pháp, nhưng bản thân mình xé luật pháp hơn xé giấy vụn. Khuyên mọi người đừng phá rừng, nhưng mình trồng và biểu diễn toàn cây cổ thụ. Mọi người gốc im mãi vẫn không sửa, cứ bỏ ngoài tai. Và khuyên cán bộ đảng viên chú trọng thực chất, nhưng mình thì quấn đầy người những lời ca tụng, băng rôn, khẩu hiệu, cờ quạt. Nói tóm lại, đừng nghe các ông bà ấy nói, cứ hé mắt coi các ông bà ấy làm, có văn hóa hay không là biết ngay. Nhà báo Nguyễn Thông đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những kẻ núp váy hoa hậu đánh lén rắc hận thù trong cuộc thi sắc đẹp. Sự kiện cô Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam năm 2020, biểu diễn nhạc phẩm Cô gái vót chồng trên đàn thừng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 2021 vẫn tiếp tục đang diễn ra ở Rico, đã trở thành một trong những chủ đề nóng của tuần này. Có một điểm đáng chú ý là đa số người sử dụng mạng xã hội không chỉ trích Hà, vì gần như ai cũng biết ở quốc gia xã hội chủ nghĩa như tại Việt Nam, Đỗ Thị Hà không thể tự chọn nhạc phẩm như Cô gái gót trông được. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam chỉ biểu diễn nhạc cụ, nhưng bản gốc bài hát toàn những lời hờn căm, đanh thép như mỗi mũi trông nhọn sắc quân thủ, xiên thây quân cướp nào vô đây, xiên thây quân cướp nào vô đây, con giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót trông và bỏ vây. Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào, mũi trông sẵn sàng đây chờ bọn bay diệt bọn bay. Đây là hình ảnh hố trông là cái bẫy ngụy trang khiến người hay thú vật rơi xuống thì bị đâm thủng cơ thể nằm chờ chết chứ không thể lên được. Đây là loại vũ khí thô sơ được dùng trong chiến tranh ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Thử tưởng tượng một hoa hậu hoàn vũ nào đấy trình diễn bài Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, bài hát Diệt lính Trung Quốc nổi tiếng thời chiến tranh biên giới năm 1975, ngay giữa lòng Hà Nội, thì công an văn hóa có cho cắt cổ dao ngay lập tức hay không? Từ nay, sau scandal đầy tai tiếng, cái đẹp nguyên của Đỗ Thị Hà đã bị chế độ toàn trị nhục mạ. Rắc chữ Hoa hậu Việt Nam lên Google cho 111 triệu kết quả trong 0,59 giây, một siêu kỷ lục truyền thông. Và rắc tiếp lên Viki nổi bật 3/7 cụm từ như thi hoa hậu bị biến tướng, dàn xếp kết quả, thành tích theo khu vực, trúng phọc rồi. Vào năm 2020, Đỗ Thị Hà đến từ Thanh Hóa, trước đó năm 2018, Trần Tiểu Vi đến từ Quảng Nam, đừng ai nghĩ tới quê hương của nhị vị Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc nhé, tuy cùng Thanh Hóa và Quảng Nam cả. Nhưng đấy chỉ là thuyết âm mưu của các thế lực thù địch. Lướt qua tiểu mục của các vụ scandal và tai tiếng liên quan đến những cuộc thi, chúng ta bái phục các nhà tổ chức, những kẻ núp váy, quấy rối chuyên nghiệp, các hoa hậu chuyên đánh lén. Cũng đừng đổ tội cho trình độ văn hóa của các nàng. Người ta chính trị hóa lọc lõi, thay bài dự thi vào phút chót thì đúng là bó tay chấm còm. Màn chơi đàn trưng của hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa lọt vào vòng bán kết phần tài năng Hoa hậu 2021 cùng với 26 thí sinh các nước khác. Điều đáng khâm phục là cô hoa hậu đăng quan năm ngoái trình diễn tiết mục chống Mỹ, diệt Mỹ ngay ở Rico, đảo lớn nhất trong các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, trong khi tòa đại sứ nước này vừa thông báo đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 20 triệu liều vaccine để chống đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam 20,5 triệu liều vaccine, cộng thêm 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine. Đó là sự hỗ trợ lớn nhất mà Việt Nam nhận được từ nước ngoài trong thời gian đại dịch này. Ý thức giác ngộ cách mạng của đoàn đi thi được giải thích, ban đầu đã chọn ca khúc Despacito, giai điệu đặc trưng của Puerto Rico để biểu diễn. Nhưng phút chót, cô giáo hướng dẫn muốn có bản nhạc phù hợp hơn nên đã chọn bài Cô gái vót chồng. Tờ Tiền Phong trong nước lập tức lên giọng ca tụng như
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tiết mục độc đáo của mình, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc ghi danh tại vòng bán kết của phần thi tài năng. Rồi thì chúc nàng hoa hậu của chúng ta thêm tự tin và thành công hơn nữa trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, là thông điệp được đăng tải trên các nhóm sinh viên bò đỏ thuộc dạng lực lượng AK-47 từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải nhóm nào cũng hùng hục khí thế chống Mỹ như mấy nhóm bò đỏ ấy. Bày tỏ trên diễn đàn, ta tự hỏi mình, Nhím Xanh đã đặt câu hỏi như sau. Thời gian nào rồi mà vẫn cứ lải nhải mấy bài hát gieo hận thù như vậy? Văn hóa tối thiểu của một hoa hậu Việt Nam để đâu mà kém cỏi đến mức ấy? Nếu cuộc thi hoa hậu này tổ chức ở Trung Quốc thì liệu cô ta có dám chơi bài hát Tiếng Súng Đã Vang Trên Bầu Trời Biên Giới hay không nhỉ? Đây là hình ảnh chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khi quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979. Với chỉ vài lời, bài hát nói rằng tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới. Quân xâm lược bành trướng dã man đã rải xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương. Thì dư luận báo chí nước chủ nhà Trung Quốc sẽ phản ứng quyết liệt như thế nào và sự can thiệp trắng trợn của nước chủ nhà vào việc trao giải sẽ ra sao? Không cần biết trắng là hậu quả thì ai cũng biết. Bạn Hằng Ngô thì lại cho rằng tụi nó túc công an văn hóa duyệt hết rồi đó, chứ không phải khơi khơi thích làm gì thì làm nấy đâu. Còn em này sang Bắc Kinh thì nó sẽ hát vang bài Việt Nam Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông cho bản dân thiên hạ nghe. Còn giờ này nếu trên đất Mỹ thì vẫn cứ phải tuân theo lời đảng bác như mỗi mũi trông nhọn hoắt quân thủ, xiên thây quân cướp nào vô đây, còn giặc Mỹ cọp bèo khi còn giọt Mỹ cọt bèo. Quả thật là thiên tài, quả thật là siêu biệt. Những kẻ giải thích vì sao phải thay tiết mục vào phút chót, cứ như làm cả thế giới này sống trong mù lòa. Không biết ở Việt Nam hiện nay giữa Bộ Công an, Ban Văn hóa Tư tưởng và Bộ Thông tin đang toa lập với nhau để kiểm tra từng hơi thở, nhiệt độ cơ thể đến mọi suy nghĩ của dân chúng. Trong đoàn đưa các nàng tiên đi thi, không thể không có vài ba chú nhạc công là công an văn hóa trá hình. Để đánh cháo bài hát, thay đổi tiết mục vào phút chót là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải chống Mỹ, diệt Mỹ, triệt để, mọi nơi, mọi lúc. Đảng luôn thế, mặc dù vẫn ngửa tay xin vaccine của Mỹ mỗi ngày. Đây là hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà với phần biểu diễn tài năng đàn trưng bản Cô Gái Vót Trông tại cuộc thi Hoa hậu Thế Giới vừa qua. Đến Thủ tướng trước khi tiếp Phó Tổng thống Mỹ còn phải thể thốt với sứ thần Trung Quốc là không đi với Mỹ để chống Trung Quốc. Chủ tịch nước bay thoát xa Trung Quốc hàng vạn cây số rồi vẫn phải lên tiếng chửi Mỹ từ bên ngoài ngõ, phê phán chính quyền Biden cấm vận Cuba. Trước khi Chủ tịch nhập cảnh vào New York, chìa lá xin vaccine. Thậm chí ngay đến cả cái chương trình thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, một sản phẩm tuyệt vời giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam và cũng là thành tựu đầy hứa hẹn giữa hai chính phủ. Nhưng mà hồi kết quả, nổi bật nhất từ chuyến thăm chính thức của bà Kamala Harris tại Hà Nội, chi hiểu bằng cách nào mà cũng bị dỡ ra khỏi các trang mạng trong nước. Toàn văn chiến lược ấy còn có thể tìm thấy trên trang BBC và bản gốc vẫn được lưu giữ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhưng tuyệt nhiên, không một tờ báo nào trong nước được phép đăng toàn văn khi bà Harris kết thúc chuyến công du. Về sau lại càng không. Ở một đất nước mà xã hội dân sự và những ai đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền bị lãnh đạo quốc gia coi là cặn bã trong xã hội, thì mọi biểu hiện về sự tiến triển, thậm chí có những phút thăng hoa trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đều bị liệt vào danh sách đen, cần xóa dấu vết càng sớm càng tốt. Nhà thần học Hebdo từng viết, không chỉ mình Thiên Chúa mặc lấy vẻ đẹp, ác thần cũng bắt chước ngài làm cho cái đẹp trở thành hàm hồ. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ khi đó Mike Pompeo vào ngày 14 tháng 7 đã công bố quan điểm của chính phủ Mỹ, bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và gọi đó là phi pháp. Trong thi phú, kể từ thời thi sĩ người Anh Milton với bài thơ Thiên đường đã mất, quỷ thần mang vẻ đẹp của kẻ bị đầy ải. Vẻ đẹp không còn được thuộc tính đặc hữu của cái thiện nữa. Một chỉ dấu cho thấy sự hàm hồ của vẻ đẹp đó là song song với việc tôn vinh nó, văn hóa cận đại cũng khước từ nó.
thậm chí còn nhục mạ vẻ đẹp đến độ có thể nói là cái đẹp đã chết, giống như Thiên Chúa đã chết. Thi sĩ Pháp Rimbaud đã gọi cái đẹp là một đống gan ruột. Trong hội họa, ông vẽ con chim kinh dị tìm tòi trên thân xác phụ nữ như một thi thể bốc mùi. Ở những bức tranh trừu tượng, họa sĩ thì vẽ những phụ nữ nổi tiếng giống như thây ma của cái đẹp. Như đã thấy, đáng không bỏ qua thì sắc đẹp để gieo rắc tiếp hận thù. Sau scandal đầy tai tiếng này, không chỉ vẻ đẹp dục tình trong các cuộc thi hoa hậu mà đến cả cái đẹp uyên nguyên của Đỗ Thị Thu Hà cũng bị chế độ toàn trị đánh lén và nhục mạ, mất hết mọi giá trị thẩm mỹ.